Như chúng ta cũng biết, suốt thời gian qua, ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam đã có nhiều bước tiến nhảy vọt cùng với sự ra đời của hàng loạt các siêu phẩm khiến thế giới lé mắt. Chẳng hạn như Việt Nam từng phát triển thành công loại máy bay không người lái Hera đa dụng, các loại tàu chiến có khả năng hoạt động tốt và các loại súng cối đạn dược được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến hàng đầu. Nhưng chấn động nhất có lẽ là chuyện Việt Nam sản xuất thành công tên lửa đẩy được lan truyền gần đây. Nó khiến cho cả thế giới phải nhìn Việt Nam bằng con mắt khác, để rồi cảm thấy nể phục trước sự cố gắng không ngừng nghỉ của đất nước hình chữ S này. Vậy cụ thể hơn, loại tên lửa Made in Việt Nam có gì đặc biệt mà lại gây nên cân địa chấn lớn đến như thế? Chúng ta sẽ cùng mổ xẻ ngay sau đây. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và bấm vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé! Các bạn thân mến, trước sự kiện Việt Nam chế tạo thành công tên lửa đẩy hiện đại, rất nhiều các trang báo quốc tế lớn nhỏ đã đồng loạt đưa tin, dẫn lời tờ báo quân sự tiếng Nga Topworld.ru uy tín. Trang tin Nghệ An Thời báo đã cho đăng tải một bài viết có tiêu đề Báo Nga tên lửa Made in Việt Nam hoàn toàn mới, đột phá kinh ngạc, nhiều nước thèm muốn, với nội dung như sau. Dựa trên nguồn tin phóng sự của truyền hình quốc phòng Việt Nam về dự án phát triển tên lửa Made in Việt Nam, trang tin quân sự tiếng Nga Topworld.ru vừa có bài bình luận về những bước tiến mới của ngành công nghiệp quốc phòng nước ta. Bài viết này đánh giá khá chuyên sâu chuyện Việt Nam chế tạo thành công nhiều loại tên lửa bằng nguồn lực trong nước để sớm gia nhập câu lạc bộ tên lửa thế giới hiện giờ. Theo tác giả bài viết trên cho biết, bất kỳ quốc gia nào có tiềm lực tài chính đủ mạnh và ít bị tác động bởi các yếu tố chính trị thì đều có thể dễ dàng mua sắm một số loại tên lửa có sẵn trên thị trường thế giới. Từ loại tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không, tên lửa diệt hạm cho tới cả loại tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, để sở hữu, công nghệ chế tạo và sản xuất ra tên lửa lại là vấn đề hoàn toàn khác. Không phải cứ quốc gia lắm của nhiều tiền nào cũng có thể nắm được nó trong tay. Thực tế cho thấy là bí quyết sản xuất công nghệ chế tạo tên lửa đỉnh cao chỉ có một số quốc gia sở hữu được mà thôi. Nổi bật nhất có thể kể đến là Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia phát triển khác. Tất nhiên, những công nghệ hàng đầu như vậy thường sẽ được quốc gia sở tại giữ bí mật tuyệt đối. Nó rất hiếm khi được chia sẻ, trừ khi có những thỏa thuận đặc biệt đi kèm. Nhưng thật ngạc nhiên, Việt Nam đang có những bước tiến thần kỳ để rút ngắn khoảng cách với các cường quốc bằng chính nội lực của mình. Theo đó, một nhóm các nhà khoa học thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ thuộc Hiệp hội Vũ trụ Việt Nam cùng với Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã bắt tay vào nghiên cứu dự án VT-TLD-14-15. Mục đích của dự án là phát triển tên lửa đẩy Made in Việt Nam. Hiện giai đoạn phóng thử đã được tiến hành với mẫu tên lửa 3 tầng mang tên TV-01. Độ cao phóng thử của nó đạt tới 4.000m và sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai gần. Theo đó, tham vọng của Việt Nam hướng đến là thiết kế và chế tạo thành công một dòng tên lửa đẩy để phóng vệ tinh cỡ nhỏ vào quỹ đạo địa tĩnh của trái đất. Nó sẽ phục vụ đắc lực cho mục đích thông tin liên lạc của Việt Nam khi cần. Nhưng mà giống như bất kỳ quốc gia nào khác, việc ứng dụng thành công tên lửa trong lĩnh vực dân sự có thể ứng dụng sang lĩnh vực quân sự. Đối với Việt Nam, cũng như thế mà thôi. Minh chứng là vừa qua, truyền hình quốc phòng Việt Nam đã giới thiệu hình ảnh ghi lại quá trình phóng thử nghiệm một loại tên lửa đẩy khác được thiết kế cho nhiệm vụ chiến đấu. Phiên bản tên lửa này mang tên là TV-02. Điều đó cho phép chúng ta có thể kết luận là Việt Nam đang trên đà gia nhập câu lạc bộ tên lửa, nơi hội tụ các quốc gia tự chế tạo được loại vũ khí tối tân này. Mặc dù công nghệ vũ trụ là một lĩnh vực hoàn toàn mới ở Việt Nam, nhưng với sự quyết tâm của các nhà khoa học tới từ nhiều đơn vị cả trong và ngoài quân đội, chúng ta đã có những thành tựu bước đầu đáng khích lệ. Trong tương lai, có lẽ sẽ có thêm nhiều mẫu tên lửa Made in Việt Nam hiện đại được ứng dụng thực tế dựa trên các mẫu tên lửa thử nghiệm như hiện tại. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần phải có thêm thời gian, vì mọi thứ phải có cơ sở vững chắc chứ không thể đốt cháy giai đoạn, dù Việt Nam có nóng lòng như thế nào. Vâng, quả thật thông tin trên là hoàn toàn chính xác. Quả thật là Việt Nam đã chế tạo thành công mẫu tên lửa TV-01 hoàn toàn bằng công nghệ và nguồn nguyên vật liệu trong nước, chỉ trừ một số linh kiện và thiết bị của phần điều khiển phức tạp. Đây là loại tên lửa thử nghiệm, có kết cấu bao gồm tầng động cơ phóng, động cơ hành trình và một tầng công tác mang hộp vệ tinh đến vị trí xác định trong không gian. Nó có khả năng thực hiện được các quá trình tách tầng và bung dù thu hồi hộp vệ tinh. Dựa vào đây, mẫu tên lửa TV-02 đã bắt đầu được thử nghiệm suốt thời gian dài. Để rồi, phiên bản nâng cấp TV-02 mới đây đã xuất hiện trong phóng sự bước phát triển mới trong ngành hàng không vũ trụ của kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam. Theo các thông tin hình ảnh được công khai cho thấy tên lửa thử nghiệm TV-02 được thiết kế với 3 phương án gồm sơ đồ con vịt kiểu 2 và sơ đồ truyền thống trước đây. Cả 3 sơ đồ này đều sử dụng kết cấu 2 tầng động cơ đẩy độc quyền.
Nói về thông số kỹ thuật cụ thể của tên lửa TV-02, nó có tổng khối lượng tầm 92 kg với khối lượng khoang chứa rơi vào khoảng 12 kg. Tổng chiều dài tên lửa là 4 m, đường kính thân tầng 1 trên tầng 2 là 235/120 mm. Trọng lượng phóng tầng 1 trên tầng 2 là 29/14.7 kg với thời gian cháy tầng 1 trên tầng 2 là 2.8/4.6 giây và lực đẩy tầng 1 trên tầng 2 là 19.300/5.950 N. Theo dự kiến của cơ quan nghiên cứu, tên lửa đẩy TV-02 sẽ sớm được chế tạo và phóng thử trong tương lai không xa. Nó sẽ tạo ra bước ngoặt lớn trong lĩnh vực sản xuất tên lửa đẩy của Việt Nam để nước nhà có thể khẳng định mình trên trường quốc tế. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lạc Hồng, chủ nhiệm chương trình KC-13 phát biểu tại hội thảo định hướng nghiên cứu lĩnh vực vũ trụ giai đoạn 2021-2030 diễn ra vào buổi chiều ngày 26 tháng 10 năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đây khi chưa làm chủ công nghệ, mỗi khi Việt Nam cần phóng vệ tinh thì đều phải thuê hệ thống phóng bằng tên lửa của các nước ngoài như là Pháp, Nhật với chi phí đắt đỏ. Nhưng kể từ năm 2020 trở về trước, chương trình KC-13 nằm trong dự án VTTLD-14-15 phát triển thành công mẫu tên lửa thử nghiệm TV-01 và TV-02 với mục tiêu bước đầu là nghiên cứu hệ thống đẩy cho vệ tinh bằng nguồn lực nội tại của nước nhà. Nhưng chúng ta cần biết rằng, để chế tạo được loại tên lửa đẩy hiện đại bậc nhất, Việt Nam cần ứng dụng nhiều công nghệ mới với các nguồn lực lớn về cơ sở vật chất, con người và chi phí sản xuất. Vì vậy, các mẫu tên lửa trong nước có thời gian hoạt động vài chục giây chỉ mới dừng lại ở việc xác định nguyên lý vận hành để tạo cơ sở cho tính khả thi trong công tác nghiên cứu tiếp theo. Nó cần được đầu tư nghiên cứu một cách toàn diện hơn để phát triển mạnh mẽ theo yêu cầu. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hiện chưa có nhiều nơi đào tạo chuyên về viễn thám và công nghệ vũ trụ. Cả nước chỉ có những nơi đào tạo về các lĩnh vực liên quan như trắc địa và bản đồ mà thôi. Vậy nên tốt nhất là chính phủ cần phải nhanh chóng xây dựng chương trình đào tạo công nghệ vũ trụ từ bậc đại học để phát triển đội ngũ giảng viên giỏi cho thế hệ kế cận, đồng thời mở rộng các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp để rèn luyện đội ngũ nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ tiên tiến này theo từng nhóm lĩnh vực hiện hành. Chỉ có như thế, Việt Nam mới có thể cho ra đời loại tên lửa đẩy siêu lợi hại trong thời gian tới. Và chỉ có như thế, Việt Nam mới thật sự trở thành một cường quốc sản xuất tên lửa, khiến cho các nước khác phải dè chừng. Còn bây giờ, đất nước hình chữ S đừng vì một chút thành tựu nhỏ mà trở nên tự mãn trước các cường quốc tên lửa hùng mạnh hiện giờ. Các bạn thân mến, trước tình hình Trung Quốc đang ngày càng ngang ngược trên Biển Đông và các cuộc chiến tranh ác liệt nổ ra tại nhiều khu vực nhạy cảm trên thế giới, chuyện Việt Nam nâng cấp sức mạnh quân sự quốc phòng bằng các loại vũ khí hạng nặng là điều rất cần thiết khi này. Tuy nhiên, Nga, một đối tác cung cấp vũ khí lâu năm cho Việt Nam, hiện đang có dấu hiệu bị cạn kiệt nguồn hàng. Trong khi đó, Trung Quốc thì không đáng tin, còn Mỹ thì lại bơm hàng nóng với mức giá vô cùng đắt đỏ. Đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan đó, Việt Nam đã có một pha xử lý làm cho ai nấy cũng đều phải sững sờ. Đó là bắt tay với Israel cùng với một bản hợp đồng tỷ đô có đủ loại hàng nóng và cả công nghệ sản xuất vũ khí hiện đại được chuyển giao từ nước ngoài. Vậy chi tiết ra sao chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video clip dưới đây. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày nhé. Vâng, theo nhà nghiên cứu Benoit de Chagrodé, chuyên gia về Việt Nam, giám đốc khu vực châu Phi, châu Á, Trung Đông thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp Ashem cho biết trên trang tin AFI rằng, trước hết phải nói là Việt Nam và Israel đã thiết lập bang giao trước cả mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington ngay từ năm 1993 khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa. Trong bối cảnh đó, nhiều thỏa thuận đã được Hà Nội nhanh chóng ký kết với Israel. Nhưng chúng tập trung chủ yếu vào thương mại, kinh tế và nông nghiệp. Sau đó, quan hệ giữa hai nước vẫn chủ yếu liên quan đến kinh tế rồi được mở rộng sang lĩnh vực chính trị trong thập niên 2000. Vào năm 2005, Bộ Ngoại giao hai nước đã có cuộc đối thoại chính trị đầu tiên, sau đó nhanh chóng tập trung vào các vấn đề quốc phòng trong những năm 2010. Đây là một điểm thú vị để hiểu được những gì đang diễn ra hiện nay giữa Israel và Việt Nam, để rồi một biên bản ghi nhớ về vấn đề quốc phòng đã được hai bên ký vào năm 2015. Đến năm 2018 thì hai nước đã tổ chức đối thoại quốc phòng và hiện giờ Israel đã trở thành đối tác quân sự thực sự của Việt Nam chỉ sau bạn Nga lâu đời. Được biết là hợp đồng thiết bị quân sự Việt Nam-Israel tập trung chủ yếu dưới 3 hình thức. Một là đặt mua toàn bộ một hệ thống tác chiến. Hai là mua thiết bị trang bị cho một hệ thống cùng loại. Và ba là chuyển giao công nghệ vũ khí hiện đại theo quy trình kỹ thuật hiện hành.
Còn theo giáo sư Chazari Abuja của Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ nói với trang VOA rằng, theo dữ liệu được tiết lộ bởi các nguồn tin uy tín cho biết Israel xuất khẩu vũ khí trị giá lên đến 1,5 tỷ đô la cho Việt Nam trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2021. Còn ở thời điểm này, các hợp đồng mua bán vũ khí giữa Việt Nam và Israel trị giá khoảng 2 tỷ đô la cũng đang được bắt đầu đàm phán và đi đến thỏa thuận sau cùng. Kể từ khi Việt Nam và Israel ký kết biên bản ghi nhớ quốc phòng vào năm 2015, đến nay Israel đã trở thành nhà cung cấp thiết bị quốc phòng quan trọng thứ hai của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam cũng là nước đứng thứ 5 sau Ấn Độ, Azerbaijan, Philippines và Mỹ về lượng vũ khí nhập khẩu từ quốc gia này. Như vậy có thể nói Việt Nam và Israel ký kết hợp đồng cung cấp vũ khí trị giá tỷ đô là hoàn toàn có thật. Mục đích chính của Việt Nam khi chuyển hướng sang Israel chính là giảm sự phụ thuộc vũ khí vào Nga khi mà cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang kéo dài đằng đẵng và chưa có điểm dừng. Nó đã khiến cho anh bạn của Việt Nam phải hao tài tốn của khá nhiều và thậm chí là ảnh hưởng lớn đến khả năng xuất khẩu vũ khí của Nga ra nước ngoài. Vì theo các nguồn tin đáng tin cậy cho hay, để duy trì ưu thế trên chiến trường Ukraine, Nga đã cho sử dụng cả các loại vũ khí được trữ kho lâu ngày. Điều này chứng tỏ rằng khả năng sản xuất vũ khí của nước này không kịp đáp ứng nhu cầu sử dụng trên chiến trường hiện tại. Vậy thì Nga lấy đâu ra các món hàng nóng dư thừa để gửi đến Việt Nam, cũng như là gửi đến các đối tác mua bán vũ khí khác? Lúc này một câu hỏi tiếp theo được đặt ra là, tại sao Việt Nam lại chọn Israel làm đối tác chính để thay thế Nga? Một nguồn cung cấp đến 80% vũ khí cho mình vào thời kỳ cao điểm. Trước câu hỏi nêu trên, trang tin AFI cho biết, hiện tại quân đội nhân dân Việt Nam cần trước hết 3 loại thiết bị trong các lĩnh vực an ninh mạng, máy bay không người lái và các công nghệ sản xuất vũ khí chuyên dùng để do thám và không ảnh. Cả 3 lĩnh vực trên đều khá nhạy cảm trong bối cảnh địa chính trị hiện nay nên không phải ai cũng có thể cung cấp được. Nhưng điều đáng mừng là những mặt hàng được đề xuất từ phía nhà sản xuất vũ khí Israel lại phù hợp với nhu cầu của Việt Nam. Hay nói cách khác, tất cả những gì mà các tập đoàn công nghiệp lớn của Israel chào bán đều đáp ứng được nhu cầu chiến lược về mặt tổ chức lại những mối quan hệ xung đột cũng như về mặt chiến tranh trên thực địa của nước này. Vậy nên đất nước hình chữ S đã quyết định lựa chọn Israel như một giải pháp hàng đầu. Vâng, đáp án kể trên quả thật rất chuẩn xác, nhưng vẫn chưa đủ. Nó còn thiếu một lý do quan trọng nữa là chính tiềm lực sản xuất và xuất khẩu vũ khí mạnh mẽ của Israel đã khiến cho Việt Nam không tiếc tay rót tiền vào. Vì chúng ta nên biết rằng Israel là một quốc gia có truyền thống sản xuất vũ khí hạng nặng lâu đời. Họ có nền tảng vững vàng để phát triển nền công nghiệp quốc phòng với 2 ưu điểm nổi bật. Là niềm kiêu hãnh, dân tộc mạnh mẽ, thôi thúc khả năng nghiên cứu, sáng tạo không giới hạn và sự khôn khéo thông minh của người Do Thái Israel đã giúp họ cho ra hàng loạt các siêu phẩm để đời. Theo đó, lực lượng phòng vệ Israel, IDF được coi là một trong 5 cường quốc quân sự mạnh nhất ở Trung Đông kể từ khi quốc gia này thành lập vào năm 1948. Từ đó đến nay, Israel đã trải qua hàng chục cuộc chiến tranh quy mô lớn và chứng tỏ được rằng mình không thể bị đánh bại trong mọi cuộc xung đột với các quốc gia hoặc liên minh khác trong khu vực. Ví dụ như Liên minh Ai Cập, Jordan và Syria vào tháng 6 năm 1967. Vậy, với tiềm lực quân sự quốc phòng mạnh mẽ như thế, Israel đã và đang cung cấp các loại vũ khí khí tải và chuyển giao công nghệ gì cho Việt Nam? Bảng danh sách này đã được trang tin AFI tiết lộ như sau. Về lĩnh vực đặt mua toàn bộ một hệ thống tác chiến, Israel sẽ cung cấp cho Việt Nam hệ thống tên lửa phòng không Spider, tổ hợp radar cảnh giới nhìn vòng LM-2288R và LM-2022, một số loại súng của hãng Israel Military Industries, IMI, súng tấn công Taver, súng chống tăng Matador, hệ thống pháo phản lực bắn loạt tối tân như Extra-Ecular, máy bay không người lái Heron 1 Mil và một trạm kiểm soát trên mặt đất. Về lĩnh vực đặt mua thiết bị cho hệ thống cùng loại, Việt Nam sẽ nhận từ Israel các máy bay trinh sát, tuần tiễn biển được trang bị khí tài trinh sát đồng bộ hiện đại. Cuối cùng là về lĩnh vực chuyển giao công nghệ, Israel cam kết chuyển giao từ A đến Z, dây chuyền sản xuất súng bộ binh tiên tiến Galil ACE-31/32 cho nhà máy Z111 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam. Chính dây chuyền này đã giúp cho đất nước hình chữ S tự sản xuất nhiều dòng súng made in Việt Nam thích ứng với nhu cầu của riêng mình. Chẳng hạn như súng tiểu liên AK, súng máy PKMS, súng bắn tỉa hạng nặng 12,7mm và 2 mẫu súng trường tấn công đầu tiên mang tên GK1 và GK3 dựa trên sự kết hợp những ưu điểm của 2 dòng súng Galil ACE và AK tiên tiến.
Ngoài ra, Việt Nam còn nhận chuyển giao công nghệ nâng cấp xe tăng T-54/55 và một số loại xe thiết giáp khác từ nước này. Theo đó, các chuyên gia quân sự cho rằng sức mạnh nội tại của Việt Nam sẽ được nâng tầm đáng kể cùng với đủ loại hàng nóng được Israel trao tay. Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần phải lưu ý rằng trong tương lai gần, rất có thể Israel cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như nước Nga hiện nay khi mà cuộc chiến giữa nước này với Hamas đã chính thức nổ ra suốt thời gian vừa rồi. Vâng, về vấn đề trên, quả thật Việt Nam cũng khá là quan ngại, nhưng nó sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn cho nền quân sự quốc phòng Việt Nam. Bởi vì ngoài Israel ra, Việt Nam vẫn còn nhiều lựa chọn khác như Ấn Độ, Nhật Bản hay Hàn Quốc, cùng với chiến lược đa dạng hóa nguồn cung vũ khí để không phụ thuộc vào bất kỳ một nước nào. Đây cũng là phong cách thường thấy của Việt Nam khi xử lý các vấn đề quan trọng liên quan đến vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia. Nó thể hiện được cái tầm của các nhà lãnh đạo đất nước, khiến cho ai nấy cũng đều phải ngả mũ, thán phục vô cùng.